Xin chào các bác. Buổi sáng ngày 14 tháng Chạp 2021, lịch dương nó là 16 tháng 1 2022 các bác, các chị nhé. Hiện tại giờ đang là 10 giờ. Thì gửi đến các chị một chút cái tình hình tại ngã ba Làng Phì nhé. Ngã ba Làng Phì công tác mua bán rất là tấp nập. Hôm nay là 14, mai hôm rằm rồi. Đấy. Mua bán ở trong này thì cực kỳ sôi động. Xem giá cả cụ thể thế nào nhé, bởi vì là hôm nay hàng ra rất là nhiều rồi. Đài Loan à anh em? Xuân à? Sô đều đẹp 20. Đấy, hàng sô nói như to đẹp thì nó vẫn, nói chung là cứ phải nhìn thấy quả mới ra tiền được, chứ không thể. Nói chung là đã là táo hoặc là các hàng cũng như cứ nhìn thấy quả thì mới thấy có giá tiền được các bác các anh chị nhé. Đấy, nên là tùy việc mà bán sô hay bán không sô nhé. Ôi, anh sẽ nhắn bắn quá nè. Hàng sô sô à? Hàng sô sô. Đây còn có cả mua táo nồm nữa các bác ạ. Bà còn mua táo nồm nữa à? Đây, táo nồm này các bác. Đây, còn hàng này hàng loại, hàng bỏ đi ấy. Đây. Nói chung là ông ạ, hàng nào thì có hàng đó thôi. Rất nhiều nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên một vào cụ thể một vài cửa để xem tình hình như giá cả ra sao nhé. À, phía đây là phía cổng cổng làng nhé. Cổng làng thì nhiều cửa cân, còn ở trong làng cũng ra đây đón này. Những cửa cân trong làng không đủ hàng rồi, ra đây đón. Đây, cửa cân của em thì ở đây, hôm nay cũng túc tăng một chút thôi các bác nhé. Giá nó dao động cũng gọi là chưa đến 30 các bác nhé. Đang ngã giá 20. Nhưng mà không chọn. Bên này nữa. Ở trên kia nữa nhỉ, cửa cân to, cửa bên này nữa không nhỉ. Nói chung là điểm loanh quanh chỗ ngã ba này nó rơi vào khoảng hơn chục điểm cân các bác nhé. Hơn chục điểm cân. Đâu anh thử nhìn, anh thử nhìn nào. Mua được cái giá này. Táo đều toàn ba nào cũng đều đây cho chọn xong rồi. Không được, cứ nói thoải mái mà, có sao đâu. Làm việc gì đâu. Thật, không mình cứ mua thực tế thôi. Hàng bây giờ tầm 10 giờ là cũng đã bắt đầu đủ hàng rồi nhé. Hàng rất là bự.
hàng siêu VIP giá 27-28. Nói chung là các mô là để ra hàng nào loại nào ra loại đấy các bác các anh chị nhé. Tốc độ hàng rằm ngày hôm nay nó ra táo lại ra tương đối nhiều các bác nhé. Có hôm đợt ra ít nhưng mà ví dụ khoảng 16 ngày mai rằm và ngày kia thì hàng sẽ ra ít hơn một tí. Đã về rồi à? Với cái tốc độ táo mà thu mua của bà con đến thời điểm này thì cái giá nói chung là cũng rất là ổn các bác các anh chị nhé. Táo Đài Loan vẫn trên 30.000 nhé. Hàng VIP, hàng đỉnh vẫn 33, 35, 37 đấy. Đấy, hàng siêu VIP đấy. Hàng bây giờ nó sẽ đều hơn này. Đài Loan giờ sẽ chín nhiều hơn các bác các anh chị nhé. Còn táo Xuân thì hiện tại bây giờ cũng chín đang rộ cũng rất là nhiều. Một số vườn thu sớm như những cái vườn ở khu chỗ nhà em là đã là gần như là hết nhé. Gần như là hết quả to, còn lại sang quả bi chín rồi. Còn lại ở cái tốc độ các vườn khác mà chín muộn hơn thì giờ đang chín ra rất là rộ đây. Toàn bộ ngoài này là táo Xuân hết này. Kia Đài Loan này, Đài Loan cũng bắt đầu rộ ra nhiều các bác các anh chị nhé. Đấy thì Xuân thì cũng trên 20.000, 20, 23, 25, 27, 28.000. Thì cứ táo thì loại nào thì ra tiền loại đấy thôi. Chứ nó không phải là cứ quả táo là một cân tiền các bác nhé. Một loại tiền đúng nhỉ. Loại nào ra loại đấy. Thì buổi sáng ngày hôm nay xin cập nhật đến tình hình cái việc mua bán táo nhé và giá táo ngày 14 tháng chạp các anh chị nhé. Táo thu mua rất là nhộn nhịp, rất là nhiều. Đấy. Đi đóng đâu đây chị? Chay à? Vào chay đóng à? À vâng. Lại cửa dưới cửa trên này. Đấy. Thì gửi đến các chị và các bạn tình hình mua bán như vậy. Cảm ơn các chị đã theo dõi. Chúc anh chị và các bạn sức khỏe vụ mùa bội thu, luôn ăn táo và ủng hộ táo của bà con Lục Ngạn nhé. Táo đẹp quá.